Spider Room không thể thực hiện video bạn đang xem nếu thiếu đi sự đóng góp của các hội viên sau đây. Có lần mình đọc lướt qua một đoạn thông tin nào đó trên Internet, người giàu thường hay diễn trò. Một là kể về tập luyện thể thao, hai là thiền. Mình không biết người viết có thực hành hai hoạt động kể trên không. Nếu có thì đây là một câu khuyến khích các bạn trẻ lười vận động, phải tập luyện nhiều hơn. Ngược lại, có thể người này đang mỉa mai những người giàu hay nói đạo lý trên mạng xã hội. Thực tế cho thấy, hoạt động thể chất giúp ích rất nhiều đối với não bộ của con người. Nếu xét trên bình diện trong mối quan hệ tương tác giữa thể chất với sự nghiệp của một ai đó, thì điều đó đã thực sự diễn ra trong suốt vài nghìn năm nay. Thông qua bài viết của tác giả Công Quách được đăng tải trên website Spider Room, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự liên hệ giữa việc phát triển thể chất và phát triển tư duy. Xin lưu ý rằng Spider Room đã lược bớt một số đoạn để phù hợp với dung lượng video. Vậy nên, hãy truy cập bài viết gốc tại link dưới phần mô tả để đọc được nội dung đầy đủ nhé! Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. 1. Các vĩ nhân có đời sống sinh hoạt ra sao? Các triết gia châu Âu. Đối với những ai nghiên cứu trường phái khắc kỷ và lịch sử Hy Lạp La Mã nói chung thì chúng ta đều biết rằng nền chính trị ở hai quốc gia này là chế độ dân chủ. Điều đó đồng nghĩa với việc những ai có khả năng hùng biện và tranh luận giỏi thì đều có cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực chính trị và luật pháp. Các bậc phụ huynh giàu có thời điểm ấy không ngại vung tiền cho con em mình học tập tại các lớp học tranh luận của các nhà ngụy biện hoặc triết gia. Ngoài ra, họ đề cao những công việc vận dụng trí não khác như viết kịch nói, thi ca, nghiên cứu vật lý, triết học và thực hành các lối sống như là khắc kỷ, khuyển nho. Một điều đáng để nói tới ở đây là giới chủ nô, những người sống xa hoa, hưởng lạc, lao động trí óc ở thời bấy giờ lại ưa thích các hoạt động thể thao mang tính giải trí cao của Olympic, như là quyền anh, ném đĩa, đua ngựa, phi lao, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sao, cuộc thi 5 môn phối hợp pentathlon, điền kinh, đấu vật. Và cũng như các trận đấu sinh tử đẫm máu của tầng lớp nô lệ và tù nhân trong các đấu trường La Mã. Việc mình kể ở trên có vẻ không ăn nhập gì với nhau, nhưng các triết gia tại hai nền văn minh lại hưởng ứng các hoạt động thể thao hơn bao giờ hết. Đầu tiên, triết gia Socrates vĩ đại của thành Athena nổi tiếng với các cuộc đối thoại kiểu Socrates và những châm ngôn minh triết. Nếu xét về xuất thân của Socrates thì ông có cha là một thợ làm đá và mẹ thì làm nghề đỡ đẻ. Chưa kể đến, ông đã từng phục vụ trong quân đội Hy Lạp dưới vai trò là một người lính hoplite trong chiến tranh Peloponnesus. Xuất thân của ông cũng đủ cho ta thấy rằng sức mạnh cơ bắp của một cựu quân nhân hoplite cũng có liên quan đến bộ não minh triết của ông. Ông đã từng tuyên bố, không ai có quyền trở thành kẻ nghiệp dư trong vấn đề rèn luyện thể chất. Thật xấu hổ cho một người đàn ông khi già đi mà không nhìn thấy vẻ đẹp và sức mạnh mà cơ thể mình có thể mang lại. Tuy lời lẽ của ông mang đậm khí chất hùng hồn đầy cơ bắp, nhưng Socrates lại lựa chọn bộ môn thể dục nhẹ nhàng nhất có thể. Marcus Tullius Cicero, một triết gia khắc kỷ La Mã, có sở thích dạo chơi ngoài trời, đã nhắc đến sở thích đi bộ của Socrates trong tác phẩm Tusculanae Disputationes. Cũng có một truyền thống về Socrates, người ta ghi lại rằng ông ấy thích đi bộ đến tận khuya, và khi ai đó hỏi ông ấy tại sao lại làm như vậy, ông ấy nói rằng ông ấy đang cố gắng tạo cảm giác ngon miệng cho bữa tối của mình. Tất nhiên, thói quen này của Socrates cũng đã truyền cảm hứng cho các triết gia hậu thế. Aristotle thường xuyên đi lại trong khi giảng dạy. Diogenes, triết gia khuyển nho, từng nói rằng cần phải rèn luyện cả tinh thần và thể chất để trở thành một triết gia thực thụ. Zeno thích đi bộ một mình hay là đi bộ với một số người bạn vào buổi tối. Cato xứ Utica, một anh hùng khắc kỷ trong nội chiến La Mã, không như các sĩ quan khác, ông lựa chọn đi bộ thay vì cưỡi ngựa để phát triển sức bền thể chất. Seneca cũng không ngoại lệ, ông đã tuyên bố rằng
chúng ta nên đi dạo ngoài trời để tâm trí có thể được nuôi dưỡng và sảng khoái nhờ không khí thoáng đãng và hít thở sâu. Chrysippus, người đứng thứ 3 của trường phái khắc kỷ, lại thích bộ môn thể thao chạy đường dài. Ông cho rằng việc chạy bộ giúp giảm thiểu những cảm xúc ham muốn và đam mê. Theo nhiều ghi chép lịch sử cũng cho thấy, người nghiện thuốc lá như Marx và Immanuel Kant cũng ưa thích đi bộ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nietzsche và Beethoven cũng không phải ngoại lệ. Tại châu Á, dù ở cách xa châu Âu ngàn dặm, nhưng Đức Phật cũng phát hiện ra lợi ích của việc đi bộ như các triết gia Hy Lạp, La Mã. Vào 4 giờ sáng, Phật thức dậy tắm rửa và ngồi thiền trong 1 giờ. Đến 6 giờ sáng, ông mặc áo cà sa và bắt đầu đi khất thực đến 12 giờ trưa. Nhiều ghi chép cho thấy, ông đi bộ tầm 16 km mỗi ngày dọc theo lưu vực sông Hằng trong suốt 45 năm. Sau khi ăn trưa vào lúc 12 giờ, ông ngồi thuyết pháp với đại chúng tới 6 giờ chiều. Vào buổi tối, ông thường thiền hành, đi bộ trong tỉnh thức để thoát khỏi sự khó chịu bởi việc ngồi quá lâu. Trong khi đó, Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Thiền Tông Trung Hoa, xuất thân là một nhà sư, võ sư Kalari Ấn Độ. Ông đã du hành sang Trung Hoa chuyển đạo cho đến khi dừng chân tại Tung Sơn Tự vào thời Bắc Ngụy năm 527. Ở đây ông phát hiện ra các nhà sư có thể trạng yếu đuối, thường xuyên ngủ gật khi nghe thuyết pháp. Vì thế ông đã truyền thụ võ thuật cho các nhà sư luyện tập nhằm nâng cao sức khỏe. Tương tự như các nhà sư thiếu lâm, tại Nhật Bản có rất nhiều các ngôi chùa tổ chức luyện võ kết hợp với thiền định để gia tăng sức khỏe trong thời kỳ phong kiến. Đại diện nổi bật nhất ở Nhật Bản thời điểm đó là Thiền Lâm Tế, vị tổ của phái này tại Nhật là thiền sư Minh Am Vĩnh Tây. Ông đã có công lớn khi giúp các samurai tập luyện thiền kết hợp võ thuật trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông 1274 và 1281. Cho nên, tầng lớp samurai và tầng lớp lao động bình dân thời điểm đó rất ủng hộ tông phái này. Chủ trương của họ khi dạy các môn đồ là rèn luyện nhu đạo, vườn thiền, vũ đạo, v.v. Một cựu đệ tử của Thiền Lâm Tế cũng nổi tiếng không kém trong lịch sử Nhật Bản, người đó không ai khác ngoài Miyamoto Musashi. Ông là một kiếm sĩ, binh pháp gia, nhà thi họa, điêu khắc và là người đã từng chiến thắng 62 trận chiến sinh tử trong suốt cuộc đời. Theo nhiều ghi chép lịch sử, Musashi là một vận động viên đi bộ đường trường, quanh quẩn khắp 3 vùng miền của Nhật Bản gồm Shikoku, Chugoku và Kinki trong cả cuộc đời hành đạo. Trong những ngày cuối đời sống chung với bệnh ung thư phổi, ông vẫn giữ vững tinh thần và leo núi Iwato để tỏ lòng thành kính với trời đất. Ta đã leo lên núi Iwato của Higo ở Kyushu để dâng lễ cho trời đất, cầu nguyện Quan Âm và quỳ gối trước Đức Phật. Ta là một võ sĩ thuộc trấn Harima, Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, 60 tuổi, trích chương dẫn nhập, ngũ luân thư. Đối với những người bình thường có thói quen ngồi tại chỗ làm việc liên tục, chúng ta thường có thiên kiến đối với những tên đeo đít chai nhai sách với thể trạng yếu kém, lại là người có chỉ số IQ cao. Ngược lại, những người với bề ngoài cơ bắp thường xuyên hoạt động căng sức như Ronaldo thì bị coi là những kẻ đần độn lười tư duy. Điều đó thực sự không chính xác. Trong thực tế, các vận động viên là người hy sinh rất nhiều thời gian cho hoạt động thể chất, cho nên họ không có thì giờ và cơ hội cho các hoạt động tư duy thuần túy như chúng ta. Vậy, khoa học nói gì về mối quan hệ tương quan giữa thể chất và não bộ? Hãy đi cùng mình vào phần tiếp theo nhé! 2. Hoạt động thể chất ảnh hưởng gì đến não bộ? Con người vẫn chưa tiến hóa đủ để quen với thói lười vận động. Mặc dù thuyết Darwin cùng với lịch sử tiến hóa của loài người vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng mọi nghiên cứu đều thừa nhận. Do nguyên nhân biến đổi khí hậu, diện tích rừng rậm nhiệt đới đã giảm và xuất hiện ngày càng nhiều các vùng bình nguyên. Hiện tượng này đã buộc tổ tiên của chúng ta phải thay đổi cách di chuyển từ lên xuống sang tiến lùi. Và nhờ đó, con người bắt đầu quen thuộc với tư thế đứng thẳng, giúp cho việc di chuyển theo chiều ngang ít tốn năng lượng hơn tứ chi. Đồng thời, đôi bàn tay được giải phóng tự do tương tác với thế giới xung quanh, giúp cho trí tuệ con người phát triển. Đặc biệt, loài người đã di chuyển bằng đôi chân với tốc độ di cư 25 dặm một năm từ lục địa châu Phi ra toàn bộ thế giới trong vòng 100.000 năm. Nhà nhân chủng học Richard Graham chia sẻ, khoảng từ 10 đến 20 km mỗi ngày đối với đàn ông và một nửa quãng đường đối với phụ nữ. Đương nhiên, các nhà khoa học khác cũng đưa ước tính quãng đường trung bình mà tổ tiên chúng ta cần phải đi là 12 dặm mỗi ngày. Nhưng trong hiện tại, con người vẫn chưa tiến hóa kịp để sống với việc ngồi lì một chỗ. Vì cấu trúc xương của chúng ta chẳng có thay đổi gì vượt bậc kể từ khi loài Homo sapiens xuất hiện.
điều đó đã đủ chứng minh rằng việc ngồi một chỗ cả ngày chỉ làm hủy hoại cơ thể. Dĩ nhiên, bài ca nhai đi nhai lại của WHO về tình trạng lười vận động vẫn được réo hò mỗi năm. Sao loài Homo sapiens hiện đại cứng đầu thế nhỉ? Trong báo cáo tình trạng thể chất toàn cầu năm 2022 của WHO, có hơn 80% thanh thiếu niên và 27% người trưởng thành không đáp ứng mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị của tổ chức này. Medline Plus, một trang báo cung cấp thông tin y tế của United States National Library of Medicine, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, National Institutes of Health, NIH, Viện Y tế Quốc gia, có hàng loạt các hiểm nguy tiềm tàng nếu bạn lười vận động. Béo phì, bệnh tim bao gồm bệnh động mạch vành và đau tim, huyết áp cao, cholesterol cao, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, rối loạn dinh dưỡng, bệnh tiểu đường loại 2, một số bệnh ung thư bao gồm ung thư ruột kết, vú và tử cung, loãng xương và té ngã, tăng cảm giác trầm cảm và lo lắng. Tóm lại, cơ thể của chúng ta vẫn chưa tiến hóa hết để chịu được thói lười vận động. Hãy làm như tổ tiên của mình. Đi bộ tối thiểu 5.000 bước mỗi ngày, tức là khoảng 4 km, để giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những thay đổi tích cực của não bộ sau khi duy trì thói quen vận động. John Medina, một nhà sinh học phân tử phát triển với mối quan tâm nghiên cứu đặc biệt trong việc phân lập và xác định đặc điểm của các gen liên quan đến sự phát triển não người và di chuyển các rối loạn tâm thần, đã đưa ra những thí nghiệm và thống kê về sự thay đổi não bộ thông qua quá trình luyện tập thể dục như sau. Đầu tiên, trong một cuộc thí nghiệm với các trẻ em đang độ tuổi đi học, nhóm trẻ em được tập đi bộ 2 hoặc 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi chừng 30 phút. Sau 12 tuần, kết quả nhận thức được cải thiện đáng kể so với trước khi đi bộ. Ngay sau khi chương trình rèn luyện đi bộ bị hủy bỏ, kết quả học tập của những đứa trẻ lại trở về tình trạng trước cuộc thử nghiệm. Một thí nghiệm khác được thực hiện tại Anh, các nhà khoa học nơi đây đã vận động hơn 10.000 công chức dân sự từ độ tuổi 35 tới 55 tham gia vào các cuộc kiểm tra các thói quen tập luyện. Họ được phân loại thành 3 nhóm có mức độ vận động thấp, tức là ngồi lì ở nhà, trung bình và cao. Kết quả cho thấy, nhóm thứ nhất dường như có khả năng thực hành nhận thức rất kém trong việc giải quyết các vấn đề theo cách ứng biến nhanh nhạy. Tiến sĩ Antoinette Yancey, một người đa tài khi đã từng là cựu người mẫu, nhà nghiên cứu y học, vận động viên bóng rổ, thi sĩ, nhà khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật. Người văn võ song toàn như thế cũng không lạ gì trong việc nghiên cứu về thể chất và trí não con người. Bà đã phát hiện ra rằng, việc rèn luyện cơ thể giúp cải thiện năng lực trí óc của trẻ em, khả năng nhận biết về mặt thị giác nhanh nhạy hơn so với trẻ ốm yếu và ít vận động. Trẻ khỏe mạnh thường huy động nhiều năng lực nhận thức vào một công việc và làm công việc đó trong thời gian dài hơn. Về mặt tinh thần, John Medina cũng cho thấy việc vận động thể chất nói chung cũng giúp cơ thể giải phóng ra 3 chất dẫn truyền thần kinh, gồm serotonin, dopamine và norepinephrine, giúp thay đổi tâm tính con người, đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục cho những người mắc bệnh trầm cảm, hỗ trợ điều trị các căn bệnh liên quan đến thần kinh. Đối với những ai là tín đồ của các bộ môn thể thao đòi hỏi nhiều cơ bắp cũng biết một sự thật. Vận động nhiều sẽ sinh ra nhiều mạch máu, giúp cho lượng máu giàu oxy cung cấp và từng thớ cơ đang căng sức vận động. Điều hiển nhiên là não cũng ăn ké trong hiện tượng gia tăng mạch máu trong não bộ. Các nghiên cứu điển hình cho thấy, tập thể dục thực sự làm tăng lượng máu ở một vùng não có nhiều nếp gấp. Vùng não này là một thành phần quan trọng của vùng hippocampus, não hải mã hay còn gọi là hồi hải mã, tham gia sâu vào quá trình hình thành trí nhớ. Lưu lượng máu tăng dẫn đến các mao mạch mới, cho phép nhiều tế bào não tiếp cận các chất dinh dưỡng trong máu và được bảo vệ khỏi các chất có hại. Các cuộc nghiên cứu trước cũng đã chỉ ra rằng rèn luyện cơ thể cũng kích thích một trong những nhân tố phát triển mạnh nhất của não là BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, là một loại protein có vai trò chủ chốt trong các cơn đau mãn tính do thương tổn thần kinh, sau tai nạn hoặc tiểu đường ung thư. BDNF góp phần vào sự phát triển của các mô khỏe mạnh. Nó sử dụng một chất kích thích tăng trưởng giống như phân bón cho các neuron thần kinh trong não. Chất protein này giữ cho các neuron hiện có trẻ và khỏe, khiến cho mong muốn kết nối với các neuron khác của chúng cũng mạnh mẽ hơn. Nó cũng kích thích các tế bào thần kinh gốc, tạo nên các tế bào thần kinh mới trong não, những tế bào nhạy cảm nhất với chất protein này ở vùng hippocampus. Như vậy, dù dựa trên thực nghiệm của các triết gia hay là dựa trên các cuộc thí nghiệm tốn kém của khoa học hiện đại, đều cho kết quả hoàn toàn giống nhau về lợi ích của rèn luyện thân thể đối với trí tuệ con người. Thế mà chúng ta vẫn lười chảy thây quanh năm suốt tháng rồi tìm kiếm nhiều lý do trốn tránh rèn luyện thân thể. Hôm nay mưa to quá, ngủ thêm tí nữa. Rồi hôm nay đi làm mệt thế nhở, đi ăn nhậu xả stress thì vẫn hơn. Đề xuất các bài tập.
Vậy, chúng ta nên làm Biren đi dưới mưa như Beethoven, đi bộ giang nắng như là Nietzsche và Cicero, làm chuyến du lịch xuyên quốc gia như Thích Ca, Huyền Trang và Musashi? Không, khí hậu Việt Nam khắc nghiệt hơn nhiều so với các vùng ôn đới, nơi mà các vĩ nhân đã từng sinh sống, cho nên chúng ta dễ mắc bệnh nhiều hơn. Mình không khuyến khích các bạn phải chịu khổ như họ, cũng không nên đua đòi những bộ môn vận động yêu cầu kỹ thuật cao, vì những bộ môn này có nguy cơ chấn thương, tai nạn không đáng có. Nếu các bạn cảm thấy có năng khiếu và ưa thích quá, thì nên tìm cho mình một huấn luyện viên để họ kiểm soát quá trình tập luyện và chế độ ăn của bạn. Những người thừa cân và hướng nội thì nên bắt chước thói quen đi bộ của các triết gia, vì Nietzsche và Beethoven chủ trương sống lánh đời, ít giao tiếp với người lạ, trong khi làm việc một mình. Các bạn nên duy trì đi bộ cho đến khi đạt mục tiêu 4km vào mỗi buổi sáng. Nếu có thời gian, buổi tối bạn nên thực hiện thêm 4km nữa, tổng cộng là 8km, xấp xỉ 10.000 bước chân để thay đổi cả về cân nặng lẫn não bộ. Bạn cũng có thể làm như John Medina, có vẻ như ông là nhà khoa học bận rộn và không có thời gian quan tâm tới lượng mỡ thừa của mình. Nhưng ông vẫn đặt một máy chạy bộ cận kề nơi làm việc rồi đi bộ sau mỗi lần nghỉ giải lao với tốc độ 1,8 dặm một giờ trong vòng 15 phút để giúp não bộ làm việc hiệu quả mà không dùng đến cà phê. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ có động lực để vận động nhằm cải thiện não bộ và tư duy của bản thân. Hãy chia sẻ hoạt động thể chất hàng ngày của mình ở dưới phần comment nhé! Cũng đừng quên để lại cho Spider Room một like và subscribe để đón nhận thêm nhiều nội dung mới nha. Mình là Khánh Linh. Bye!